Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 này, khi tham gia chương trình siêu ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile, quý khách sẽ được hưởng ưu đãi sản phẩm công nghệ giảm tới hơn 50%, ưu đãi 1 triệu đồng khi trả góp qua HomePay Later. Quét mã QR ngay để được biết thêm thông tin chi tiết. Hoàng Hà Mobile xin trân trọng cảm ơn. Chào các bạn, có vẻ như khó có thời điểm nào trong lịch sử mà lại nhiều sự kiện lớn xảy ra khắp thế giới và nhanh như hiện nay. Chỉ cần bỏ đi vài hôm không theo dõi thôi là bạn có thể sẽ không hiểu được đại cục thế giới bây giờ ra sao. Tại sao người ta nói ông Trump muốn cúi đầu trước Nga? Tại sao Tổng thống Biden lại ngăn chặn Israel trong khi họ đang là đồng minh? Rồi sao Houthi lại bắn tàu chở hàng của Iran trong khi họ cũng là đồng minh? Chúng ta hãy cùng cập nhật để bớt tối cổ ngay bây giờ các bạn nhé. Đầu tiên là chuyện chính trưởng Mỹ. Như các bạn đã biết, hiện nay các ứng viên Tổng thống Mỹ đang giáo diết đi thuyết trình kêu gọi ủng hộ cho kỳ bầu cử lớn bậc nhất hành tinh cho năm tới. Vẫn là hai gương mặt quen thuộc, ông Biden và ông Trump. Trong khi ông Biden gần đây phải nhận một tin rất buồn, đó là một khảo sát cho thấy có đến 86% người dân Mỹ cho rằng ông Biden đã quá già để có thể làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Cơ hội chiến thắng của ông Biden tính ra chỉ có 14%. Thế nhưng phía ông Trump đang trên đà chiến thắng thì mới đây, ông Trump lại có một phát biểu khiến cho người Mỹ cảm thấy tụt hết cả cảm xúc. Đó là ông này chỉ trích các đồng minh NATO, những nước chi tiêu cho quốc phòng thì nên để cho Nga đánh cho chừa, Mỹ không bảo vệ họ. Để các bạn hiểu rõ hơn về ý của ông Trump thì hãy nhớ lại một chút. Theo thỏa thuận khi thành lập NATO, các nước đã cam kết với nhau rằng cứ một ông nào bị đánh thì tất cả những ông NATO còn lại sẽ phải lao vào bảo vệ nhau. Kẻ thù tấn công bất kỳ thành viên nào của NATO cũng là chống lại cả NATO và bị cả NATO đánh lại. Thế nên nếu Nga tấn công nước nào thì NATO sẽ tấn công Nga. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng nhiều nước vào NATO như là lợi dụng sức mạnh của Mỹ, trong khi Mỹ phải chi tiêu rất nhiều cho quốc phòng, phải nuôi một đội quân hùng mạnh với số tiền khổng lồ, thì nhiều nước lại chẳng mất mấy đồng cho quốc phòng. Với lượng chi tiêu như vậy, sức mạnh quân sự mà họ đóng góp cho NATO là không đáng kể. Cho nên, có thể hiểu nôm na theo ý của ông Trump thì họ là những kẻ ăn bám. Nên ông Trump bảo rằng nước nào chi tiêu cho quốc phòng dưới 2% GDP thì đừng có mong Mỹ bảo vệ khi bị tấn công, mà thậm chí Mỹ còn khuyến khích Nga tấn công những nước này. Phát biểu này đã khiến cộng đồng NATO hoảng hốt và ở Mỹ thì nổ ra tranh cãi dữ dội. Ông Biden ngay lập tức phải phát biểu ngay rằng với vai trò là Tổng thống, ông tuyên bố những lời nói của ông Trump chỉ là quan điểm cá nhân, đó không phải là phát biểu chính thức của nước Mỹ. Ông Trump cũng không đại diện cho nước Mỹ để nói về các đồng minh như vậy. Ông Biden cho rằng ông Trump khuyến khích Nga tấn công các nước NATO khác là cúi đầu trước Nga. Trong lịch sử Mỹ chưa từng có một tổng thống nào cúi đầu trước nước Nga. Ông Biden tuyên bố Mỹ đã tham gia vào NATO thì Mỹ sẽ giữ đúng lời hứa là sẽ bảo vệ các quốc gia thành viên NATO đúng như được ghi tại điều 5. Còn đương nhiên là rất nhiều, đặc biệt là những quốc gia thành viên NATO cảm thấy như bị Mỹ phản bội khi ông Trump đã tuyên bố không bảo vệ thì thôi, đằng này lại còn khuyến khích Nga tấn công những nước này. Vậy thì nếu là bạn thích quan điểm của ông Trump hay là ông Biden hơn? Mỹ nên từ bỏ những đồng minh không mang lại nhiều lợi ích hay là tuyên bố giữ vững cam kết tại điều 5 để thể hiện uy tín của mình với vai trò là lãnh đạo NATO? Thêm một vấn đề nữa lại cũng khiến phe Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ xảy ra xung đột. Đó là việc Mỹ đang xem xét ban hành dự luật viện trợ cho các quốc gia như Ukraine, Israel, hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine, v.v. Cụ thể thì chính quyền Tổng thống Biden đã đề xuất gói hỗ trợ lên tới trên dưới 100 tỷ đô la với mục đích như đã nói ở trên. Và dự luật này nhanh chóng được thông qua tại Thượng viện với số phiếu thì vượt ngoài kỳ vọng. Thế nhưng mà xuống đến Hạ viện thì lại bế tắc. Hạ viện do phe Cộng hòa áp đảo và phe Cộng hòa thì không hề đồng tình với những ý tưởng mà chính quyền ông Biden đưa ra. Trong đó, ông Chủ tịch Hạ viện cho rằng ông sẽ không chấp nhận bất cứ dự luật nào mà không quan tâm đến việc biên giới của Mỹ. Mà cụ thể hơn thì là việc Mỹ đang phải chịu lượng người di cư ồ ạt ở biên giới. Chúng ta hiểu đơn giản hơn thì nó kiểu Hạ viện cho rằng tại sao vấn đề biên giới của đất nước thì công không lo, công cứ vác tiền đi lo chuyện đâu đâu. Thế nên không đáp ứng được điều kiện về biên giới thì đừng mong dự luật được phê duyệt. Thế nên cái dự luật về hỗ trợ này sửa đi sửa lại vẫn bế tắc. Trong tình thế đó thì Tổng thống Biden đã gặp lãnh đạo các viện và cho rằng nếu không hỗ trợ Ukraine, Nga sẽ mạnh lên ở đây và lúc đó thì Mỹ sẽ phải mang quân đến Ukraine để ngăn chặn Nga. Với đây giải pháp tốt nhất là hỗ trợ cho Ukraine. Nói chung là ý tưởng như vậy, còn ông Biden có thuyết phục được Hạ viện hay không thì chúng ta sẽ phải chờ câu trả lời trong tương lai. Và lại nói về chiến tranh tại Ukraine thì mới đây phía Nga lại có ý về việc thỏa thuận hòa giải.
Cụ thể là đại diện Nga cho rằng Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán thỏa thuận hòa bình, miễn là các bên tham gia phải tôn trọng lợi ích của Nga. Mà điều kiện cụ thể Nga đưa ra ở đây là Ukraine phải công nhận những khu vực mà Nga sáp nhập vào là của mình. Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ không thực tế vì Ukraine trước giờ vẫn nhất quyết không chịu để mất một mét đất nào. Dù cho cuộc chiến đã kéo dài tới 2 năm và mọi thứ vẫn đang ngày càng thiệt hại nặng nề hơn, nhìn chung là chúng ta khó có thể hy vọng một thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới. Gần đây thì Ukraine tuyên bố đánh chìm một tàu chiến cỡ lớn của Nga, còn Nga thì tuyên bố bắn tên lửa xa nhất từ trước đến nay vào trại tập trung khoảng 1.500 quân của Ukraine. Như vậy là người ngoài chúng ta lại thấy rất nhiều người lại đã phải bỏ mạng. Đó là chuyện của Nga. Giờ chúng ta sẽ quay sang khu vực Trung Đông, nơi vẫn nóng như chảo lửa, mà bây giờ thì có khi nóng như nồi gốm nung vàng nóng chảy luôn rồi. Nơi đây rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến mà Mỹ đang rất bồn chồn và lo lắng, liên tục kêu gọi Israel phải dừng hành động. Cụ thể là rất nhiều người Palestine đã chạy tị nạn sang một thành phố biên giới của Ai Cập gần với dải Gaza. Và Israel thì đang quyết định tấn công cả vào thành phố này vì cho rằng có cả Hamas ở đây. Điều đó khiến Ai Cập ngay lập tức điều động hàng đoàn quân về phía biên giới, quyết không cho Israel xâm phạm lãnh thổ của mình. Tình hình vẫn đang có vẻ tồi tệ hơn, biểu hiện là trước giờ tình cảm Ai Cập với Israel vẫn đang rất tốt đẹp. Ai Cập là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông công nhận Israel vào năm 1979. Họ có thỏa thuận hòa bình và hiếm khi nào chỉ trích lẫn nhau. Thế nhưng mà mới đây, điều hiếm trong lịch sử đó đã xảy ra. Israel nói rằng Ai Cập phải chịu trách nhiệm về việc Israel bị Hamas tấn công, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Nếu bạn theo dõi thường xuyên thì có thể đoán rằng ý của Israel là do Ai Cập có nhiều đường hầm sang Gaza. Nhờ hệ thống đường hầm này mà Hamas mua lậu được vũ khí nên Israel mới bị tấn công. Vì vậy Israel đổ lỗi cho cả Ai Cập. Còn Ai Cập thì cũng công khai chỉ trích Israel rằng Israel đang phát biểu khiêu khích và nếu Israel cố tình hành động, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cũng liên quan đến Israel thì mới đây kẻ thù của Israel, tổ chức có tên Houthi ở Yemen, được cho là đồng minh và được Iran hậu thuẫn. Lâu nay Houthi vẫn thường xuyên bắn tàu thuyền của Mỹ và Israel. Thế nhưng mới đây tàu của Ai Cập chở hàng tới Iran thì bất ngờ bị Houthi bắn. Điều đó đã khiến nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra. Ban đầu thì Houthi cho rằng tàu này họ xác định là tàu của Anh và Mỹ nên họ bắn. Tuy nhiên thực tế là nó là tàu của Ai Cập chở hàng sang Iran. Điều này khiến cách giải thích của Houthi nghe có vẻ không đáng tin vì việc xác minh có tàu của nước nào không quá khó trong khả năng của Houthi. Vậy nên việc tưởng là tàu của Mỹ nên bắn nhầm là khá khó tin. Thế còn có nhiều người lại cho rằng Houthi cố tình làm như vậy để chứng tỏ họ không phải là đồng minh trung thành của Iran. Những tin đồn về việc Iran đứng sau hậu thuẫn chỉ là tin đồn thôi. Tuy nhiên giả thuyết này cũng khó tin. Hiện Iran không đưa ra bình luận chính thức nào. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về câu chuyện bầu cử Mỹ, về việc ông Trump không coi trọng một số thành viên NATO, thậm chí còn ủng hộ Nga đánh cả họ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã tìm hiểu về tình hình tại Israel với Ai Cập và Houthi tại Biển Đỏ. Các bạn có suy nghĩ gì về quan điểm của ông Trump? Hãy cùng thảo luận nhé. Còn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.